Mày hả? Mời chị ra ngoài. Mời 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 ra ngoài. Quý vị thấy chưa? Đó là chứng minh cho quý vị thấy rằng có những con người sẵn sàng đánh phá vào nhân dân đất nước mình. Đó, tôi nói chúng ta phải hết sức là bình tĩnh. Người tu đàng hoàng chúng ta cổ vũ, nhưng mà tu để phá hoại, để xuống đường, để mà tập hợp đám đông, rồi đi quyên góp tiền từ thiện, rồi cho quốc tế nó kiện cho mình cả một đất nước như thế này. Một người đi tu mà 90 triệu dân ăn đạn, có đáng không quý vị? Mà tu kiểu gì? Tu kiểu gì không ai công nhận hết. Vậy thì quý vị nhìn thấy một tổ chức âm mưu từ đó chưa? Tại vì mày bất tài đến nỗi mày không có cái gì ngoài cái đầu gâm điện đó thì nó đúng hơn. Còn nếu mày có tài chưa chắc mày chịu ôm đâu cái đầu gâm điện đó. Có đúng không quý vị? Cho nên á, mọi người cứ đi ca ngợi cái đầu gâm điện, nó vô lý vô cùng mà nó phỉ báng đạo Phật vô cùng. Nó không trong đạo mà đi ra những hình ảnh đó, nó đánh phá vào cái nền Phật giáo Việt Nam, quý vị thấy có đáng không? Nó đi so sánh hình ảnh đó với những hình ảnh những người tu trong cái đất nước mình, đúng không? Đi bươi, đi bóp, đi lùng, đi sụt ra để so sánh, để đánh phá. Và đằng sau là ai? Là cả một tổ chức gọi là công giáo. Mà công giáo với tôn giáo là không bao giờ đội trời chung. Tại sao ngày hôm nay công giáo đưa Minh Tuệ lên? Bởi vì sao? Tôn giáo không công nhận, cho nên công giáo công nhận đưa lên. Điều đó đúng không quý vị? Đúng không? Bên mình không công nhận thì bên khác công nhận để đẩy nó lên thành một cao trào, một phong trào đánh phá của Việt Nam mình. Quý vị thấy đúng không? Cho nên tôi nói á, đây là yêu cầu của những fan cuồng tín, cuồng tín kêu tôi quốc quốc Việt quốc, vừa lòng chưa? Đúng không? Và tôi nói á, riêng á cái hạnh tu của ông á, một ngày ăn có một bữa thôi, đó là quy định, chứ không phải là ông đối khác không ăn một bữa. Sử dụng tôi để fan của tôi và fan nó, tôi đi giải cứu thằng Minh Tuệ để suốt đường làm cái gì vậy quý vị? Nhưng mà nó sai, đã chọn đúng đối tượng quá. Hôm nay tôi muốn nói đó quý vị, đúng không? Đây là một trong cái dùng truyền thông để dẫn dắt dư luận. Tôi nói riêng những người làm YouTuber mà cá ngợi thằng Cô Tuệ này nè là thực là có tội. Tôi cử thẳng luôn, vì tiền mà bất chấp tất cả ca ngợi nó không đúng sự thật để dẫn dắt người dân đi vào con đường gọi là xuống đường, tổ chức xuống đường đánh đông, quỳ lại tạo ra những cái hiện tượng không giống ai trên thế giới nữa. Cả thế giới này chỉ có đúng Việt Nam làm những chuyện khó coi. Mình nhìn vô mình thấy như vậy, nhưng mà rõ ràng là mình bị dính vô thuyết âm mưu của tụi nó. Ở lại mình biển rồi nó. Có đúng không quý vị? Quý vị tin tôi đi. Bây giờ tôi quốc á, bây giờ sao kê ra đề nghị chính quyền yêu cầu sao kê ra, không có tiền thì lấy cái gì để hoạt động cái đạo tu mới này quý vị? Thì tất nhiên nó sẽ tự tan rã. Đúng không? Làm kinh tế hay làm bất cứ cái gì đều phải có tiền, mà không có tiền thì tự tan rã, đúng không quý vị? Thì nó sử dụng quốc đúng cái này là chỉ có ăn rã thôi, đúng không quý vị? Rồi tôi nói nè, những người mà yêu cầu giải cứu ông Minh Tuệ, thằng Cô Tuệ đó, đa số người công giáo. Vậy thì một cái lực nào đứng sau lưng nó để đánh phá vào cái tôn giáo của mình? Chúng ta phải nhận diện
phải nhận diện cho rõ thiết âm mưu tụi nó là cái gì, nó muốn cái gì. Ví dụ nè, mình đụng đụng tôi tin các mọi người ở đây nè đang ngồi trước mặt tôi, có người thương tôi, có người không thương tôi, có người cảm được những gì tôi làm, nhưng có người cảm thấy rằng tôi nhiều chuyện quá, không sao cả. Cái quan trọng là đừng ảnh hưởng tới đất nước mình. Đó là tôi yêu nước đó, tôi yêu dân đó. Có đúng không quý vị? Bao nhiêu công sức tôi đã gầy dựng lên, tôi đặt tổ hết rồi. Chỉ nó phải khai cho tôi giống như vụ thầy nghe. Quý vị không biết đâu, riêng cái vụ thầy ông mua nặng đó, nha quý vị, là tôi bị tổn thương nhiều nhất. Từ nghệ sĩ cho đến tham, tôi có một mình thôi. Chửi tôi không ngớt lời, chửi tôi không thương tiếc, nguyền rủa tôi quất là tôi vẫn quất. Thấy không? Còn cái riêng cái này nè, tôi đã nói rồi vừa đấy. Trời ơi, bà Hằng mới đi tù, xã hội yên ắng không có gì, bà về ồn ào này nọ kia. Tôi nói cho quý vị nghe, đây là sứ mệnh của tôi đây. Thật sự là sứ mệnh của tôi, tại sao tự nhiên cái con nhìn tâm đó nó mò đầu tới đây, nó tự tố cáo nó. Có đúng không quý vị? Nếu nó không tới đây thì đâu có lòi ra mà tôi phải biết thằng Minh Tuệ là thằng nào. Tôi đâu có quan tâm, tôi mới đi về biết gì đâu. Bỗng nhiên nó lôi đầu nó tới, nó tố cáo thì tôi buộc tôi phải quan tâm. Rồi khi tôi nói ra thì chửi tôi quốc đi, bên đây quốc đó. Đúng không quý vị? Cho nên tôi nói á, tôi nghe ghét gì nó không có quan trọng đâu. Tôi đúng hay tôi sai, bây giờ truy vấn tới những người có liên quan tới ổng đi. Ai đặt pháp danh cho ổng nè? Ổng tu ở đâu? Nước ngoài hay nước trong? Rồi mục đích gì? Có thường xuyên liên lạc nhắn tin với những cái tổ chức khác hay không? Ai là người đứng sau lưng ổng? Bây giờ tôi hỏi mọi người nè, ông Hùng bơm với Hùng lựu đạn á, bây giờ tôi hỏi ông nè, tôi chỉ hỏi ông thôi, ông có trong tổ chức này hay không? Ông rành dữ vậy. Thôi giọt. Thứ hai nữa là tôi chưa nói với ông mà ông đã nhảy đạch ra, ông gọi là ông gọi là ông tấn công tôi. Vậy thì ngày hôm nay cái bài dịch tâm đã mất tiêu rồi, thì bả với ông có quan hệ gì mà ông biết bả tên Kim Phượng, bả nghèo, bả khổ. Và ngày hôm nay ông bỏ của chạy lấy người, ông nói ông bên công giáo không liên quan tới Phật giáo. Quý vị nghe có nhục trong thằng đàn ông mà phải nói là mới nhận mình là người của người đó, bảo vệ tới như vậy đó, xong bây giờ vừa đụng tới là bỏ chạy. Chơi mấy người này chơi lại quý vị. Chơi gì chơi lại không? Đúng không? Mới hôm qua là tôi sẽ bảo vệ thầy và bà Hằng, mà nói tôi sẽ là người đặt viên gạch đầu tiên là quốc, bà Hằng quốc tơi tả quốc cả tuần lễ. Đúng không? Bữa nay lên nói là tôi là công giáo nha, tôi liên quan. Chơi vậy chứ lại, chơi những người này thật là hạnh phúc. Đó, có gì không? Rồi vậy đặt thành anh chửi tôi, chửi thẩm tệ tôi, đòi tử hình tôi. Tôi nói với chị nghe nè, tôi tin chắc đó là có tâm linh, là có sứ mệnh. Những gì tôi làm đó toàn là chuyện to tát không? Mưa hả quý vị? Mưa chẳng hồi đâu cô ơi, mưa chẳng hồi đây. Mưa hả cô? 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 Rồi bây giờ tôi nói thêm quý vị nghe nè. Bây giờ nói thằng cu bậy nó đi tu, đúng không? Mà gia đình nó đứng ra thành lập công ty, mà trong công ty này có thằng cu tuệ tham gia nha quý vị. Vậy thì ai nói với tôi rằng là thầy của tao đi tu từ bỏ tất cả mọi thứ thì có thành công điện không? Ồ, có cái này hay quá à. Thì đúng hay sai quý vị? Rồi bây giờ cả gia đình nó đứng ra quyên góp tiền từ thiện. Vậy thì hỏi nè, thằng Tuệ này nó có trong tổ chức này không? Đúng không quý vị? Trời ơi, tôi nói đừng có lấy giải xuôi mà che mất thắng. Tôi nói thật với quý vị, tôi không dám nói tôi thông minh. Hai ngày là tôi trình ra rồi. Tại vì sao? Tại vì fan UB nó tấn công tôi. Nó biểu tôi quốc đi. Hôm nay tôi nói. Đó, tôi nói riêng cái chuyện từ thiện thôi. Là nhà nước có thể không được. Mấy anh YouTuber nè, làm cho rõ ra.
nha. Yêu cầu là phải sao kê ra, kêu gọi tiền từ thiện sử dụng mục đích gì, là tại sao ngày hôm nay không công bố số tiền quyên góp được là bao nhiêu, dùng cho cái gì, căn cứ vào nghị định 93 quốc. Thưa quý vị, mục đích gì, từ thiện việc gì, rõ ràng rồi. Đây là gì? Đây là một cái quốc mà tôi quốc cho bằng ra. Mà khi đã ra rồi thì tất cả những gì quý vị tin đi sẽ tự tan rã, sẽ tự tan rã thôi. Chỉ cái quốc này thôi, nhẹ nhàng lắm, nhưng mà sẽ làm sao, vì không có tiền sẽ tự động tan rã đó. Vừa lòng những kẻ u mê u nan chưa? Chúng ta thường ngày lên coi YouTube, anh không có giữ chân khán giả, chúng ta chỉ nhìn cái hiện tượng chung thôi. Nhưng tôi nhìn được cái riêng, tôi nhìn được cái mục đích của họ làm vì cái gì, đúng không? Tất cả ma mị để tạo ra một cái gọi là xâm lấn cho đất nước từ từ, lớn ác vô Phật pháp, à, đạo Phật, để mà tạo ra một cái đạo lực mới. Mà đặc biệt một cái, quý vị nghe tôi nói cho rõ nha, toàn là đạo Công giáo ủng hộ không. Tại vì sao? Phật giáo không công nhận nó, thì Công giáo công nhận nó, dùng nó để làm phương tiện mục tiêu để đánh phá vào cái nền Phật giáo Việt Nam. Đây là nhận diện được câu chuyện nó nằm ở chỗ này. Và đằng sau đó là gì? Đi quyên góp tiền từ thiện bởi lòng tin, tín ngưỡng, cuồng tín của tất cả chúng ta đóng góp vào cho nó để nó hoạt động cái tổ chức của nó. Bây giờ đề nghị phải sao kê ra tiền của ai bao nhiêu, làm rõ ra thì tự động nó tăng, tự động nó sẽ băng sát. Quý vị đồng ý tôi không? Đó, còn thêm một cái nữa đó, ai đi kiếm bà trong một đời tôi tặng cho 500 triệu. Một đốt nhạc tôi tặng 500 triệu. Đó là gì? Bảo lưu lời hướng của tôi, nếu nó không phải là việc tâm sai nó đến, như những gì nó nói tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quý vị có thấy không, khi mà tôi nói chuyện cái đó nó khơm xuống như thế này, rồi ngày hôm sau ông Hùng lập tức lên diễn đàn phát cho tôi đặt chuyện, có đặt chuyện chứ không. Ngày hôm nay tự động giải vào mặt mình, bà Phượng này là ai, tại sao biết bà tên Phượng, rồi bà Phượng này ở Bình Dương sao biết gia đình bà nghèo khổ. Vậy tôi chỉ cần hỏi ông Hùng, ông có trong tổ chức này không, mà ông rành đường đi nước bước dữ vậy, và ông ra sức ông bảo vệ thằng Cô Tuệ này vì sao? Vì ông tự xưng rằng là ông có 40 năm kinh nghiệm trong vấn đề mà phản động, đánh phá, đúng không quý vị? Một cái sự mà là bỉ ổi. Và tại sao ông vẫn còn ở đất nước Việt Nam này? Tôi sẽ là người làm đơn đúng theo trình tự và yêu cầu trục xuất ông ra khỏi nước Việt Nam này. Có những con người này rất nguy hiểm cho đất nước của mình, đúng không quý vị? Cuối cùng làm gì? Chỉ là một thằng YouTube dơ. Thế thì đâu? Nếu là luật sư con làm thì đã không có lang thang về đến chỗ này, đúng không? Cho nên tôi nói tất cả những người xúc phạm tôi, chửi rủa tôi sẽ làm hợp lý hết. Sau cái ngày hôm nay live stream, tôi sẽ đi đúng vào con đường pháp lý. Nhớ kỹ nha, 2 năm tới 7 năm tội 331. Bằng chứng là tôi đây, một cái clip 2 năm thầy Vân. Ở sáng không biết quý vị có nghe tôi nói không? Thầy Vân đi tù vì Hoài Linh nha quý vị. Vì Hoài Linh chứ không phải vì Quanh nha quý vị, nghe cho rõ nha. Vì tôi là người chấm cổ. Vì văn kiện không đủ yếu tố để khởi tố thầy Vân, cho nên buộc thằng Hoài Linh ông bước một lá đơn chỉ có 2 từ: thiếu đạo đức, mà thầy Vân phải trả cái giá 2 năm. Vậy thì tụi bay làm nhiều clip vô, một cái clip cộng vô thì tụi bay đi kịch khung 7 năm là mình nhiều. Riêng thằng Bạc Liêu, cái thằng Sáu nào, Lý thằng Sáu gì đó, đó thằng Sáu TV á, tôi sẽ kiếm 30 luật sư để giải quyết chuyện này. Bớt từ thiện lại, quốc cho tụi mày nếm mùi bỏ tao nha. Tụi mày sống bằng nước bọt, tụi mày đi tu,
A31 tụi mày sẽ biết. Tôi nói là vì ai? Vì dân. Tôi đi tù cũng không dùng. Nhưng tụi mày đi đánh phá, tụi mày đi làm những cái chuyện đó, tụi mày đi tù rồi tụi mày sẽ tự trả giá mày. Tôi đã nói với quý vị rồi, làm người tử tế thật là đau khổ. Và bản thân tôi cũng không muốn đưa ai đi tù, nhưng mà làm quá, chửi tôi quá, giày xéo tôi quá, vô cớ quá, không được. Thêm một cái nữa là ở bên nước ngoài nó ca ngợi ông Thích Minh Tuệ là một gì, lãnh đạo tôn giáo. Quý vị nghe nói đưa ông lên tượng trên trời, trời ơi, một cái thằng ở dơ ăn không đánh răng, không biết địa có rửa đất không, mà đưa nó lên làm lãnh đạo tôn giáo, có hồi nắng đâu quý vị. Rồi xong rồi quay chửi lại Việt Nam mình, mấy người u mê là đang tỉnh lại đi. Nó là ai mà đưa nó lên lãnh đạo tôn giáo? Nó tự nhận nó không trong đạo nào Phật Pháp Việt Nam cũng không công nhận nó, vậy mà quốc tế đưa nó lên, quốc nó lên lãnh đạo tôn giáo luôn. Quốc một cái là thằng cô tệ lên lãnh đạo tôn giáo luôn. Quý khán giả ơi, qua cơm quý vị thấy quốc ghê không? Quốc nó lên thì quốc nó xuống. Quý khán giả ơi, qua cơm vượt thời gian. Máy thông tin này, báo thông tin này, quý khán giả. Cái này là gì? Em xuống lại nha, em mở cơm vượt thời gian. Quý khán giả qua cho mấy nha. Một cái thằng vô danh tiểu tốt mà đưa nó lên lãnh đạo tôn giáo của đất nước này, cả cái vũ trụ này. Em mở ai dám tự xưng mình là lãnh đạo tôn giáo? Chỉ có cu tệ thôi chứ không có gì. Chỉ có thằng nội công điện thôi, với lá bảy màu này nè, đó là lãnh đạo tôn giáo. Quý vị nghe nó thôi nắc luôn. Cái người ngu nhất, cái người kém thông minh nhất á, cũng phải hiểu được. Cả thế giới này chưa ai dám tự xưng mình là lãnh đạo tôn giáo hết. Bỗng một phái thằng cu tệ ở nghĩa trang lên mẹ nó luôn lãnh đạo tôn giáo. Quý vị thấy vô lý không? Quý vị thấy đúng, quý vị vỗ tay đi. Đúng không? Hư cấu và ma mị chúng ta và đưa nó ra làm câu chuyện để đánh phá với đất nước mình. Tôi nói thật với quý vị á, tôi cân nhắc rất kỹ trước khi tôi quốc cái hành quân tệ này. Bởi vì sao? Tôi thấy dân á, hiện nay á, u mê lắm. Chửi tôi bất chấp y hệt như cái vụ án của Nặng. Lúc tôi chửi em cô Nặng á, trời ơi, tại sao mà mày hả? Mày hả? Mày chỉ đánh tụi con, không sao mày dám kia. Bởi vì sao? Cái thứ lộn lưng này tôi đâu có tôn trọng. Con gái cũng lấy, mẹ vợ cũng lấy. Tôi nói cái gì là tôi có cả ADN của nó, tôi cho nó 20 tỷ. Nếu nó đưa cho tôi một giọt máu thôi. Lúc đó quý vị không tin tôi, quý vị chửi tôi tan nát hết. Cuối cùng nó có lộn lưng không? Có, gần 30 đứa con. Đó, cho nên chửi tôi, trời ơi, chửi không thương tiếc luôn. Chửi đĩ này, đĩ kia rồi nó tụt, nó tiểu. Chửi nhiệt tình, chửi tha thiết, chửi da giết ngày đêm. Cuối cùng, kiếp cũng phải phục. Đó, nếu tôi không quất cái hầm, cái vụ Thiền Am á, thì đã chìm xuồng rồi. 3-4 năm rồi, không ai nhắc tới rồi. Đúng không quý vị? Địch ghét tôi là khẳng tin của những kẻ lừa đảo nhân dân. Rồi bây giờ riêng cái vụ cụ tại nào đó, tôi chỉ cần nhắc cho quý vị thôi. Gom tiền từ thiện, im lặng. Thấy không? Đâu ai để ý đâu, nhưng tôi thấy. Tôi để ý. Mày đang tính dở trò gì đây? Mày quyên góp tiền nhân dân để mày phục vụ lại cái câu chuyện gì của mày đây? Biết không? Ngày mai thầy đi sẽ thông báo. Bữa nay thằng cô tệ nó bị không đi được. Thông cả. Nhưng cô đã quá. Quý vị thấy không? Cô kiểu gì vậy? Bữa nay thầy đói rồi, thầy đói rồi. Trời ơi, bữa cơm có ăn một chén cơm có cho thầy đói rồi, cho đảo lòng, có đảo lòng, có trời thầy đói rồi. Quý vị thấy có nắng đâu? Quá, hai cô ơi. Em sạc bên. Lúc đó tôi cũng thấy mắc cười. Mình có cái đầu, một cái công ty như vậy mà nó tôn ngoài chùa. Tôn ngoài hỏi không? Nó không ở trong nhà nhưng ở trong công ty. Nó đi để nó biểu diễn. Và một bữa ăn thôi quý vị phải nhìn ra. Thấy không? Trời ơi, ăn bao nhiêu mà hôm nay thầy đói rồi. Trời ơi, xuống thầy đứt ruột quá. Trời ơi, thổi thầy quá đi. Trời ơi, mấy ba diễn vừa thôi. Tôi nói thêm quý vị một cái nữa. Nít ảo rất là nhiều. Một người có thể tạo ra 1000 cái nít. Nhấn enter là cùng đi một lúc. Tưởng một người nhưng hàng ngàn người. Đúng gì? Tất cả những cái nít vô chửi tôi á, toàn nít ảo. Đứa nào ngon chửi tôi ra mặt không hay đi. Uống cho mà xem. Đó, cho nên đó tôi nói quý vị nghe.
Tôi thì không phải là loại rảnh, quý khán giả nghe em nói mãi nha, tôi nghe đi. Phải đi vào để xem, tôi nghiên cứu ra, tôi nhìn ra được. Máy kia hết pin em sạc. Nhiều khi thấy ông không có cái thứ gì qua cái thật. Một khi đã giả tạo rồi thì trước sau cũng lồi. Tôi mới nhìn vô toàn cảnh, tôi mới nhìn thấy được cái thuyết âm mưu của tụi nó. Có thể là quý vị không quan tâm, nhưng khi tôi đã quan tâm là quốc không trụ. Mà hiện nay tôi nói với quý vị nghe, chính quyền cũng không nghĩ tới cái chuyện mà đã đi quyên góp tiền từ thiện đâu. Thật sự luôn, nếu có thì đã lên tiếng rồi. Thì sẵn hôm nay tôi live stream, tôi lên tiếng luôn cho chính quyền vào cuộc. Yêu cầu sao kê đi. Được không quý vị? Và mấy anh YouTube chính nghĩa nè, phải lên mạng yêu cầu sao kê ra. Vì tiền của nhân dân, theo nghị định 93, mày không sao kê, đừng có sao kê là được. Đúng không? Quý vị có tin không? 5 phút đồng hồ là vô mười mấy 20 triệu. 5 phút đồng hồ. Bây giờ cái công ty này là vài tỷ, không ít đâu nha quý vị. Với một cái luật mà theo và đam mê, u mê như vậy á, thì tạo ra một số tiền không hề ít. Rồi chưa tính là những cái tổ chức khác nó đổ tiền vô để thành lập ra một cái công ty, lại là một thuyết âm mưu giống y hệt như bên Thiền An. Ở quý vị thấy không? Bây giờ ba ông luật sư bên Thiền An á, trốn lệnh truy nã luôn. Đó, cũng lên, tức là tính cãi 331 đó, và trốn mất hết. Quý vị thấy chưa? Đó là một trong những cái mà tôi so sánh cho quý vị thấy. Cái cuối cùng lại ở đây là gì? Cũng là để móc túi nhân dân. Có đúng không quý vị? Có tự tế cái gì đâu. Tạo hiệu ứng đám đông cũng để lấy tiền. Đúng không? Rồi bây giờ nó cầm cái đồ cơm điện đi á. Với lại một cái ý nghĩa của đồ cơm điện đó, có cái gì? Có cái gì đặc biệt không? Tạo ra một hiệu ứng như vậy. Trời quý vị ơi, mưa rồi có sao mà. Mấy ông ngồi trong vụ tới tôi nói quý vị nghe, ôm cái đầu cơm điện đi để bôi bán cái quý vị, để bôi bán Phật giáo Việt Nam của mình đó quý vị. Làm gì anh? Quý vị phải tỉnh táo nhận gì đây này, nè cái món này lộc. Tại sao ôm cái đầu cơm điện? Đúng không quý vị? Là một hình ảnh rất khó coi, không ai làm gì vậy đâu. Và tôi nói quý vị là từ lâu lắm rồi, tất cả các thầy tu đều không có ôm tình bác đi ra bàn thức Phật nữa. Là hình như là giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không cho lâu rồi. Chính tôi là nạn nhân của cái câu chuyện đó bên thuộc chùa ông thầy Vũ Chánh này. Cũng mấy ông sư đó là nói rằng là tôi bây giờ là không được chính quyền cho ôm cái gọi là cái bình đó đi ra xin năm xin khất thực. Cho nên đó là người dân người ta mới vào tận chùa người ta. Bỗng nhiên cái thằng cu tệ đó nó ôm đầu cơm điện nó đi, có phải là nó bôi bác không quý vị? Nó tạo ra một cái hiện tượng để bôi bác. Và cái áo của nó mặc ai công nhận? Việt Nam nó cũng không nhận, Phật giáo Việt Nam không công nhận. Rủ bày nhau súng nhau mặt để đưa lên mạng xã hội để mà tạo ra hiệu ứng đám đông. Đúng không quý vị? Tôi nói dòng nó do, tôi nói đi nói lại, tôi nói đây là một cái phái tu không được Phật pháp Việt Nam công nhận. Thứ nhất, thứ hai là đằng sau nó là một thuyết âm mưu rất ư là rõ ràng. Đâu có ai đi tu mà sắp kịch bản. Đâu có ai đi tu mà nói rằng thầy không xài điện thoại mà giờ nào thầy đi xuất hành mấy giờ gồm có những ai có đủ hết. Em chỉnh cái máy nó hơi gung nhiều, quý khán giả em chỉnh rồi nó hết gung nha. Cổ chia sẻ cái thông tin của ông Minh Tuệ này rất nhiều, của thằng Cô Tuệ này, nhưng mà gần như là không đủ áp phê. Cái tiếng nói của cổ không gây được hiệu ứng cho mọi người và cổ cũng bị chửi tan nát, đúng không? Nhưng mà những lời của cổ nói không qua những hình ảnh và không qua những cái lời nói từ gia đình của thằng Cô Tuệ này nói ra, và từ cái mồm hô của nó nói ra. Em nhắn đây nè, nhặt chai hết sức. Đúng không quý vị? Mà tôi nói đó, tôi rất là thấy mắc cười, tôi cay với cái gì? Thầy tao có cái đầu cơm điện không mày cũng không tha. Thầy tao buông bỏ tất
cả mọi thứ trên đời có cái đồ cơm điện không, mày cũng lên mày chửi. Chẳng lẽ tôi nói tại vì thằng này vô dụng, không có biết làm ăn con mẹ gì hoài, cái đồ cơm điện đó hay gì. Đúng không cái gì? Mày có cái gì đâu mày khoe, mày đồ cơm điện, mày danh sinh. Nói thẳng luôn. Đúng không cái gì? Đó, lời thật thì bất lộn. Bởi vì sao? Nó nói nó không trong cái tu nào cả. Nếu như tôi nói cái điều này với những người mà được giáo hội Phật giáo công nhận là tôi sai, tôi vi phạm. Nhưng nó nhận nó không phải là người trong Phật giáo, và Phật giáo đã xác nhận nó không phải là người trong giáo hội Phật giáo. Và bản thân của con là đang đi học tu. Nhớ quý vị, cho nên tôi nói đâu có sai. Bản thân mày vô dụng cho mày đâu có gì ngoài đâu không điểm. Đúng không? Cho nên mà mọi người lên nói tôi á, tôi trả lời luôn, tại vì thầy mày vô dụng, chỉ có lòng cơm điện thôi, không có gì hơn hết á. Nhìn đi, tướng diện của một đức Phật á có 32 cái tướng tốt, đúng không? Nhìn cái mặt nó coi, còn dí nó giống Bác Hồ, dí nó giống lãnh đạo này lãnh đạo kia, trời ơi tướng mê bụi. Tướng nó thật, mình nói cái gì mình nói cho nó đúng, ca ngợi một cách quá đáng. Nhiều người gặp quy xuống lắng lộn, trời ơi, giống như là trời ơi, đụng với ông thầy, có ai làm gì đâu, tôi mới vừa nói quốc không trường phát nào, là lên mạng xã hội chửi tôi sạc mặt. Ở đây tôi quốc đó. Đó, tôi nói với quý vị rằng là tôi đã nói quốc không trường, là bây giờ chính bản thân tôi nè, tôi và tất cả quý vị đây cũng có thể làm đơn gửi lên yêu cầu sao kê, tất cả mọi công dân chúng ta đều có quyền đó. Đúng không quý vị? Phải làm cho rõ nè, thì băng chặt ngay. Và số tiền này bây giờ còn làm cái gì đòi phải công khai ra, cũng lại là sao kê. Đằng sau những cái câu chuyện á vẫn là tiền. Tới câu chuyện rồi. Bây giờ tôi nói á, tôi đề nghị chính quyền nên xem xét lại những cái kinh thương tức nào mà đẩy cái phong trào này lên quá cao. Động cơ nào mà đi ca ngợi một người mà gọi là không có một cái gì cơ sở vững chắc hết, mà không, trong khi đó nhà nước Việt Nam nó ra một cái văn bản là thằng Cô Tuệ này nó không nằm trong tôn giáo mà vẫn ca ngợi, nó đưa nó lên đây là sao, tôi không hiểu luôn. Trời ơi quý vị ơi, xin lỗi quý vị nhiều nha, để tạo trời phải để tiêu nó đó. Đó, cho nên là đừng có bao giờ mình nghĩ là vô Đại Nam manh động không có đâu. Tầm như chúng tôi hoạt động thì không có cửa manh động đâu. Một đốt kẹp là ra ngoài liền. An ninh công an có đầy đủ. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuống về. Đừng có mơ tưởng. Trời ơi, mắc nợ quý chị rồi. Thấu tới trời xanh á. Cái này chắc thấu tới trời xanh nữa quý vị. Thiệt tình luôn á. Hai bà chị gái rồi, chó của nó.